Tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu khoảng 902.000 tấn cà phê, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam ngày càng giảm do nguồn cung trong nước dần cạn kiệt. Hiện ở các vùng trồng cà phê lớn nhất của nước ta, hạn hán và sâu bệnh ảnh hưởng nặng tới năng suất của loại cây trồng này. Sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 ước giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,47 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất trong 4 năm, đặt áp lực lên nguồn cung cà phê Robusta trên thị trường thế giới.